Ngày trước thì chỉ có người lớn tuổi hay người già thì mới thường bị mất ngủ, nhưng mà thời đại hiện đại bây giờ do công việc thay đổi, cuộc sống hiện đại nó phát triển lên thì cơ thể những người thanh niên hay trung niên cũng gặp cái tình trạng mất ngủ, ngủ khó vào giấc, ngủ được một lúc lại tỉnh liền, giấc ngủ ngắn hoặc là thức giấc nhiều lần trong đêm. Thì do là cái công việc của mình bây giờ nó chiếm rất là nhiều thời gian trong ngày, đôi khi mình chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng mà mình vẫn nghĩ đến công việc làm sao để hoàn thành. Cái thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng điện thoại hay máy tính quá nhiều trước khi đi ngủ thì cái ánh sáng xanh nó làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Khi mà mình muốn đi ngủ thì cái giấc ngủ của mình nó khó vào giấc. Đó, thì để khắc phục cái tình trạng này và làm cho khi mà mình khi tức thức dậy mình không còn cảm thấy mệt mỏi, không thấy uể oải mà mình có thể là tập trung hơn vào công việc, không bị nhầm lẫn, không bị hay quên, thì mọi người có thể là sử dụng các loại thực phẩm giúp bổ sung cho sức khỏe của cơ thể. Thứ nhất là bổ sung sức khỏe toàn diện, khi mà mình cơ thể mình được bổ sung đầy đủ khoáng chất, đầy đủ dinh dưỡng thì nó sẽ hoạt động khá là bình thường, khá là ổn định đấy. Ngoài ra mình có thể là bổ sung thêm các loại trà thảo dược mà nó có cái tác dụng giúp cho cơ thể mình dễ ngủ hơn, ngủ sâu giấc hơn, hay là cái thời gian ngủ của mình kéo dài hơn. Ví dụ như là tâm sen, đinh lăng, lạc tiên, vông nem. Lá vông thì mình có thể là hái lá vông nấu canh cũng được, ngọn lạc tiên cũng vậy, cũng có thể là hái để nấu canh. Còn những loại khác thì mình có thể là sử dụng trà thảo mộc từ các loại thực phẩm như vậy đó. Và nếu như mà mình ít có thời gian uống trà, mình không thích uống trà thì mình có thể sử dụng là các loại thực phẩm chức năng mà tổng hợp từ các loại thảo dược trên, ví dụ như là tâm sen, đinh lăng, vông nem, lạc tiên, cao nữ nang, vân vân và mây mây, và có thể là bổ sung thêm melatonin ở trong đấy. Thì melatonin được tiết ra ở cơ thể tự nhiên và cơ thể tự có thể tiết ra, nhưng mà sau khi mà mình cơ thể mình lớn tuổi hơn thì cái khả năng tiết ra melatonin của cơ thể bị giảm xuống. Chính vì vậy mình có thể là bổ sung melatonin đối với những người trung niên hoặc lớn tuổi để có thể vào giấc tốt hơn. Thì nếu như mà mình sử dụng melatonin đơn độc ấy thì đa phần sử dụng đối với những người mà khó vào giấc, nhưng mà có cái giấc ngủ sâu rồi, nhưng mà chỉ có mỗi cái là khó vào giấc thôi, thì mình có thể sử dụng là melatonin đơn độc. Còn nếu như mà mình muốn mình có cả các kiểu triệu chứng là vừa khó vào giấc, giấc ngủ vừa ngắn mà thức dậy nhiều lần, thì mình nên bổ sung tổng hợp các loại thảo dược và melatonin, tức là tổng hợp trong cái viên Happy Saucony Happy Plus này, nó tổng hợp vừa melatonin vừa các loại thảo dược đấy. Thì nếu như mọi người có sở thích uống trà thì sử dụng trà thảo mộc, còn nếu như không thích uống trà thì mình có thể sử dụng viên uống bổ sung tổng hợp đó, hoặc là nếu như ai khó vào giấc thì sử dụng đơn độc melatonin thôi cũng được. Thì nếu như mà mọi người muốn mình chia sẻ thêm các kiến thức về sức khỏe thì mọi người cứ comment ở phần bình luận nhé.